Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại một xưởng chuyên tiện gỗ, có những cái máy móc để tiện những cái lọ lục bình rất là to. Thì ngày hôm trước mình cũng có quay cho các bạn xem cái gỗ me tây đúng không ạ? Thì ngày hôm nay có một đôi lọ lục bình bằng gỗ me tây đã làm xong ở đây các bạn ạ. Thì mình cũng đến xem và mình quay cho các bạn. Đây là một cái lọ lục bình bằng gỗ me tây cũng khá là hiếm có, bởi vì là cái vân của nó khá là đẹp và cái kích thước của nó cũng khá là lớn. Kích thước của nó cao tới 1m75 và rộng vuông của nó được 50 phân luôn các bạn nhé. Đấy, thì hôm trước cái khúc me tây to như vậy xẻ ra, cái này nó không phải chế biến từ những cái khúc me tây đấy đâu, nhưng ý mình nói rằng là gỗ me tây sau khi tiện lục bình xong thì nó sẽ như thế này. Như các bạn cũng biết thì cái vân của nó khá là nhiều đúng không ạ? Nó rất là xoáy và rất là đẹp. Ở đây thì người ta cũng đã phun lót một nước rồi đấy các bạn ạ, nên là trông nó mới được như thế này. Nhưng mà nhìn kỹ mà xem các bạn thấy không, những cái đường vân tự nhiên của gỗ rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn. Mình sẽ đi xung quanh cái lọ lục bình này để cho các bạn xem. Cái này thì nếu mà mình đứng cạnh nó thì không cao bằng nó đâu, vì nó cao tới 1m75 phân cơ. Nếu mà một anh chàng thanh niên cao to đẹp trai nào mà đứng ở đây ấy, thì tất nhiên là sẽ cao và to gần bằng nó luôn rồi. Đây. Ở cái xưởng này ấy, thì họ chuyên tiện thuê lọ lục bình và các loại cột, cũng như là cột nhà hay là của những cái gọi là gì nhỉ, cột của những cái chân sập, là họ cũng đục và tiện luôn đấy các bạn ạ. Với những cái ấy kích thước lớn thì họ hay gửi về cái xưởng này. Xưởng này ở bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, cạnh cái xưởng gỗ của mình luôn các bạn ạ. Đó, vân của nó rất là đẹp đúng không ạ? Tại vì sao vân của nó lại nhiều đến như vậy? Tại vì cái loại gỗ này, cái cành nhánh của nó rất là nhiều. Như hôm mình quay cho các bạn xem ấy, nó không có một theo một cái chiều nào cả, và gỗ của nó rất là to, vanh của nó tới hơn 400. Nên việc mà đạt được một cái lọ lục bình như thế này là rất là ok. Đây mình sẽ đi bốn góc luôn cho các bạn xem. Tất nhiên là đi bốn góc thì có những chỗ lấy ánh sáng nó không được đẹp, nó hơi kém. Nếu mình quay ngược ánh sáng như này thì nó hơi kém này, thì các bạn sẽ không thể nhìn rõ được này. Nhưng mà nếu ngược lại mình đổi sang cái đằng xuôi sáng như thế này thì các bạn thấy rất là lớn đúng không? Ngày hôm nay mình đến đây nhưng mà chủ nhà lại không có nhà, chủ nhà đi công việc mất rồi, nhưng mình cứ ngồi đứng mình quay thôi. Tại vì mới hôm trước mình nhìn thấy chuối đăng lên Facebook, thế là mình chạy sang nhà chuối luôn. Nhà mình cách nhà chuối có mấy chục mét thôi các bạn ạ. Đó, cái xưởng này các bạn ạ, chuyên nhận làm những cái cột cũng như là những cái lục bình to ngoại cỡ này. Đây là cái khu vực mà họ chế tác cả cái xưởng, sâu bên trong nữa kia kìa các bạn kìa. Hôm nay mình làm một video ngắn như vậy thôi để giới thiệu cho các bạn cái chất gỗ cũng như là cái lục bình bằng gỗ me tây sau khi mà sản xuất lên, làm lên thì nó sẽ như thế nào nhá. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Những video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái xưởng lớn hơn nữa, chuyên tiện con tiện và những cái tiện cái lục bình. Nhưng ở chỗ này thì chuyên tiện lục bình lớn, còn có những chỗ người ta làm hàng trăm hàng nghìn con tiện với hàng chục máy nữa cơ, cũng vẫn ở cái làng nghề này các bạn ạ. Tạm biệt các bạn nhé.